độc lạ giới trẻ Trung Quốc nuôi hạt xoài làm thú cưng gây tranh cãi. Nuôi chó, nuôi mèo hay thậm chí nuôi rắn làm thú cưng đã là chuyện quá bình thường. Mới đây, giới trẻ Trung Quốc còn dùng cả hạt xoài làm thú cưng khiến ai cũng không khỏi phát lú mà đặt ra câu hỏi tranh cãi rằng liệu nó là thú vị hay là vô bổ. Thay vì vứt bỏ hạt xoài sau khi ăn, nhiều người giữ lại để biến thành thú cưng. Vì sau một thời gian, hạt xoài sẽ mọc ra những sợi lông giống như lông chó mèo. Những thanh niên nuôi hạt xoài cho biết, hạt xoài đem đến cho họ niềm vui giống như nuôi chó hay là mèo thật, đồng thời mang lại cho họ sự thoải mái. Một sinh viên đại học họ Lưu, 19 tuổi ở Thiên Tân, Trung Quốc đã nuôi 2 hạt xoài từ tháng 5, chia sẻ rằng quá trình nuôi hạt xoài không đơn giản và tốn khá nhiều công sức. Đầu tiên, người nuôi phải dùng bàn chải đánh răng để chải xoài sạch, loại bỏ hoàn toàn phần thịt xoài màu vàng trên hạt xoài. Sau đó, hạt xoài sẽ được làm khô bằng cách sấy và được phơi nắng nhiều lần để tránh bị nấm mốc. Người nuôi hạt xoài thậm chí còn đầu tư cả gheo lô hội được bôi lên hạt giúp hạt bóng đẹp. Trào lưu nuôi hạt xoài làm thú cưng của giới trẻ Trung Quốc đã gây khá nhiều tranh cãi bởi họ cho rằng việc này là vô tri và lãng phí thời gian. Tuy nhiên, một số khác cho rằng xu hướng này không có gì đáng lo ngại bởi không làm phiền hay là cản trở người khác cũng không phạm pháp. Đó là trò tiêu khiển lành mạnh vì giúp người chơi cảm thấy nhẹ nhàng, bớt áp lực. Thả chăm sóc hạt xoài kiểu này còn hơn cả ngày nhìn chằm chằm vào điện thoại, một người để lại bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.